Để kỷ niệm 15 năm của tựa game huyền thoại Assassin, MSI và Ubisoft đã cho ra mắt chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn. Mua màn hình tặng ngay code game của tựa game Assassin Creed Mirage. Và bây giờ hãy cùng Thư trải nghiệm ngay tựa game này trên chiếc màn hình MSI 274QRX này nha. Cụ thể chương trình khuyến mãi anh em có thể theo dõi ngay trên màn hình. Tại đây, MSI có liệt kê các mẫu sản phẩm và thời gian nhận, kích hoạt code game, anh em có thể theo dõi để biết nha. Đầu tiên thì anh em phải đăng ký tài khoản Ubisoft Launcher để có thể nhập code game. Và lưu ý thời gian nhập code game vì nó có thời hạn sử dụng nha anh em. Với màn hình độ phân giải lên tới 2K và 27 inch thì đây là một kích thước rất phù hợp với anh em gaming và làm đồ họa mà không lo kích thước quá lớn ảnh hưởng tới mắt. Với tựa game Assassin's Creed Mirage đặc trưng của văn hóa Trung Đông, mật độ NPC dày đặc, nhiều màu sắc, cảnh vật gió cát thì chiếc màn hình MSI này tái hiện lại rất là tốt. Từng mảng sáng tối của game được thể hiện rất là đẹp và mượt mà. Với việc sử dụng tấm nền Rapid IPS mang lại chất lượng màu sắc trung thực và đẹp mắt. Nhất là việc thể hiện màu sắc đường nét trên các bộ trang phục của các NPC trên game thực sự đa dạng và rất là nhiều chi tiết. Nhiệm vụ chính của IC Mirage tập trung vào ám sát thuần túy, cần sự chính xác và hoàn hảo. Thế nên chiếc màn hình MSI 274QRX này ngoài việc trang bị tấm nền IPS Rapid có độ phản hồi nhanh mà còn có tốc độ quét màn hình 240Hz mang lại trải nghiệm game cực đã luôn. Cơ chế mở tầm ngắm trên màn hình cũng khá hữu ích với anh em khi sử dụng các vũ khí như là ống tiêu hay là phi dao cũng như là pháo hoa và bom, dễ dàng căng và sử dụng chính xác hơn rất là nhiều. Chơi tựa game AC Mirage cũng giúp anh em chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh game với chế độ chim ưng, y chang như là anh em đang bay live cam vậy đó. Từ đây anh em có thể thấy rõ đồ họa của game như thế nào. Về gameplay thì còn rất là nhiều cơ chế hay mà anh em có thể tìm hiểu trước khi chơi. Còn tổng quan nhìn chung thì cốt truyện của IC Mirage khá là đơn giản và dễ hiểu. Với tầm giá khoảng 9 triệu thì chiếc màn hình MSI 274QRX này sẽ là một chiếc màn hình đáng sở hữu ở thời điểm hiện tại. Sở hữu tấm nền xịn, độ phân giải tốt, độ chuẩn màu cao kèm theo rất là nhiều tính năng khác nữa. Nếu anh em đang tìm một chiếc màn gaming làm đồ họa và yêu thích tựa game Assassin thì đừng bỏ qua chương trình hấp dẫn này nha. Thông tin chi tiết về chương trình mình để vào bên dưới video nha. Nếu thấy video này hay, hữu ích, hãy like, subscribe kênh của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye!